Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay mùng 10 tháng 2 tiếp tục lên video giới thiệu các bác cục giải mã này. Bởi vì mỗi hôm em lên loa xong lại lên cục giải mã cho các bác lựa chọn. Hôm qua xưa lên loa thì các bác lại hỏi giải mã. Tiếp tục lên giải mã cho các bác nhé. Và trước khi vào video thì em sẽ thanh lý cái cặp cái bộ dàn này. Bộ dàn qua em đăng lên hàng này hàng đấu giá nhé. Đăng lên rồi, các bác coi được cái video ngày hôm qua. Đăng lên ngày hôm qua em đăng lên bộ dàn F100, đẹp xuất sắc luôn, đẹp như mới luôn ạ. Có giấy hướng dẫn này. Có giấy hướng dẫn, có khiển này. Đó. Hai thớt mặt phay rất là đẹp luôn nhá. Hôm nay chạy CD chuẩn chỉnh luôn, CD thì em lấy ra rồi. Bao chạy CD chuẩn chỉnh nhá. Cái bộ này hôm qua em bán 4,8 triệu của bác cái bác chốt mà mãi không thấy bác chuyển khoản. Thế nên là hôm nay em xả 4,4 triệu luôn nhá. Bớt 400 luôn đi so với ngày hôm qua, bán không lợi nhuận luôn ạ. Bởi vì cái hàng này là hàng đấu giá các bác nhá. Nó đẹp như mới vậy ạ. Lưới đây ạ. Em quay phía sau các bác này. Bao hát chuẩn chỉnh, tất cả chạm bút chuối hết nhá. Loa bát 16. Đó. Chạm bút chuối hết. Phía trước này. Bát chép ba lăng. Đó. Đây là nút chuyển kênh. Mặt phay đẹp xuất sắc luôn, đẹp như mới luôn các bác nhé. Bộ này mới tiền nào của đấy đấy các bạn ạ. 4,4 triệu luôn, không lợi nhuận. Có giấy hướng dẫn đầy đủ luôn nhé. Đó. Rồi, bắt đầu em sẽ đi giới thiệu ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay em giới thiệu ở cái cục giải mã trước các bác nhé. Có 4 cục trên này thì có chạy CD này. Còn 5 cục dưới này thì chỉ bao giải mã thôi các bác nhé. Giải mã công suất rồi. Thì em cứ giới thiệu lung tung cái nào thì tóm lại bán thì bán các loại để cho các bác tiện lựa chọn thôi nhá. Thì bán loa không thì các bác lại hỏi giải mã, mà bán giải mã không thì các bác lại hỏi loa, cho nên là các bác cứ hỏi cái gì thì em lại cho cái đó. Rồi, cục số 1 nha các bác nhá. X7 CD chạy tốt này, giải mã không còn mồi, dòng giải mã hai thiết bị khác nhau được nhá. Đó. CD cũng tốt nhá. Đây, quang in out đầy đủ. Mã số nó là 0112, con là 1 triệu các bác nhá. Chạy CD là 1 triệu. Rồi tiếp theo sang một con nữa. Là con V77. Cái này là dơ thôi nhá. V17 CD đọc tốt. Con dòng này có FM full 108 này. Giải mã không cần mồi nhá. Con này cũng 1 triệu thôi. V17 nhá. Quáng in đầy đủ này. Con này cũng giải mã được 2 thiết bị được. Mã số nó là 4788. Số 2 cũng 1 triệu nhá. V17 nhá. Rồi sang tiếp sang số 3. Số 3 cái con này thì có nhiều bác hỏi này. Số 3 này là dòng X9A các bác nhá, đầu 9. CD độc tốt, giải mã không cần mồi các bác nhá. Đấy, có dòng này thì là dòng đầu 9. Đây. Đấy, em có cắm sang mấy cái thiết bị này. Dòng này nó có cái cầu loa này. Súp ao đầy đủ nhá. Mã số là 3508, con là 1 triệu 2 các bác nhá. Con là 1 triệu 2 các bác nhá. Số 3 này, X9A các bác nhá, đầu 9 ấy. Các bác cứ hỏi đầu 9 này, mấy bác có bữa hỏi em bán theo bộ á. Các bác hỏi. Con này là con A9A, con đời cao hơn con X9 bữa nọ nhá. Mặt đẹp. CD độc tốt lắm. 1 triệu 2 các bác nhá, đầu 9 ấy. Rồi tiếp tục sang đây con X7A đèn xanh. Con này CD cực tốt, giải mã phần mồi. Số 4, con này 1,1 triệu các bác nhá. Đây ạ, phía sau.
cổng quang in-out đầy đủ. Mã số nó là 9788. Cũng có cổng cầu loa này, cũng có cổng loa luôn nhá. Giải mã ra hai thiết bị khác được nhá. Đó. Rồi sang số 5 này. Số 5 này một con dòng chạy DVD thì nó cũng chạy CD đâu. Tất cả những con này đều không chạy CD các nhá. Bởi vì em không có em test không chạy thôi chứ không có ấy, bởi mấy dòng này thì nó hơi khó, tức là nó chạy DVD. Dòng mấy dòng này thì nó chạy MH23 thôi, nhưng mà em chỉ bao chạy giải mã thôi, có nhiều bác thì cần rẻ và giải mã thôi. Thì con này dòng X7 DVD này. Giải mã không cần mồi, số 5 này, 800.000 nhá. Đó. Mã số nó là 5244, 800.000. Rồi. Số 6. Dòng V3 này. Mấy dòng này là em full 108 đấy, em chỉ bao CD này. À quên, xin lỗi. Bao giải mã này và công suất các bác nhá. Số 6 này, 800.000. Đều 800.000 hết các bác nhá. 2837. Số 7 này cũng 800.000. Mã số nó là 2837, con này là 2043. Con số 8 này cũng về mấy con này V3 hết này. Số 8 này. Mấy con V3 này em full 108 được các bác nhá. Mã số 9620, 800.000. Rồi, con này là con cũng V3 thôi nhá. Cũng không chạy CD. Cũng 800.000. Đấy, đồng giá cái giải này đồng giá 800.000 các bác nhá. Mã số nó là 7330. Này em đang like cái cổng OX qua đây này mở. OX. Chạy bao chạy những dòng này bao chạy OX giải mã nhá, giải mã từ TV xuống á. Ra thiết bị khác nhé. Và công suất. Rồi tiếp sang đây có một cái cục dàn và cặp loa. Thì bác nào mua cái gì thì bán cái đó nhé. Cái cục dàn, cục Sony này là dòng đây, tên model là M75TV nhé. Đây chạy có MD này, có CD đọc tốt nhé. Con này có thể like làm bluetooth được. Đó. Này mặt trước thì đẹp, trên này thì cũng có hơi lốm bốm rồi nhá. Cái màn hình này có thể mở đặt lên đặt xuống được. Phía trên này em đang bắt bluetooth nhé các anh nhá. Có hai cổng USB luôn, nhưng mà USB này thì hình như là nó chỉ có chép nhạc vào thôi. Nó có ổ cứng, con này ổ cứng 80GB các bác nhá. Nó lên như một cái điện thoại luôn ạ. Con này nó hay cái là các bác có thể làm đầu phát được, đầu phát CD hoặc phát bluetooth được nhau nhá, đầu phát ra thiết bị khác ấy. Các bác nhà bác có âm ly thì các bác dùng cái này làm đầu phát được nhá. Thì đây có cặp loa này thì tại vì cái cục này nó có cái rắc loa kiểu này, tại bữa trước hình em có mà không biết bây giờ vứt đâu rồi. Em cho cái dây này, nếu bác nào mua cầm thêm cặp loa thì em cho cái dây này về các bác gọt đi, các cắm vào cũng được nhá. Hiện tại em không thời gian gọt. Cái có cả cổng LAN này, hai cổng USB luôn, nhưng mà hai cổng USB này nó sai. Đây là cổng vào nhá. Đây các bác bấm, đây là menu này, không bấm sang này. Đấy, nó như cái điện thoại thôi. Đó, đây là cổng in này. Đó, nó như cái động điện thoại đấy ạ. Cái cục này 600.000 này các bác này. Bác nào mua cùng 600.000, 600.000 là không có cục USB Bluetooth này nhá, không có dây này nhá. Các bác mua thêm thì em bán thêm thôi. Thêm này thì các bác 700.000 đi, cả dây này luôn. Cả cái dây xịn nhá, cả cái đầu này 800.000. Các bác nào muốn mua thêm cặp loa này 600.000 đấy nhá. 700.000 với 600.000 là 1.3 triệu. Đấy. 700.000 là bao gồm có cả cục Bluetooth rồi. Và con này chạy CD bình thường nhá các bác nhá. Đó.
loa 600 ngàn. Đấy, các bác mua cả bộ này 1 triệu 3 các bác nhé. Bộ thì về phải chế lại cái loa, cái giắc loa. Ở đây soi tiếp cho các bác hai cặp loa. Cặp loa màng lõm còn đẹp nhá. N7XX nó chỉ có bị chạy sứt một tí đây thôi. 900 ngàn. Lưới thì đẹp vô cùng luôn. Rồi sang đây cặp loa X7 nó bị chảy một xíu đây, đang bán này bán 700 ngàn đi, lưới thì đục coi nhá, cái sau đẹp. Đó. Rồi vừa rồi em giới thiệu cho các bác một số sản phẩm bộ dàn hàng đấu giá mạng đẹp như mới, xả 4,4 triệu. Cái hàng trên này là chạy CD được này, bốn cái món này chạy CD được. Con X7 này 1 triệu, con V77 1 triệu, con X9A 1,2 triệu và con X7A màu xanh này là 1,1 triệu. Còn cái hàng này thì không chạy CD nhé, chỉ bao công suất và giải mã thôi, 800 ngàn cái. Rồi bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em nhé. Tất cả những hàng cục giải mã thì các bác có thể cọc 300 ngàn em sẽ gửi hàng bên mua về chịu ship. Còn những bộ dàn này, những bộ dàn kia phải cọc 1 triệu cơ. Đó, bộ này phải cọc 500. Còn các bác nào cứ chuyển khoản hết em bao ship cho bác nhé. Chuyển khoản hết là số tiền đó khỏi phải nghĩ đến ship nữa. Rồi bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. À, tiền đây em nói luôn, bác nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký ủng hộ em. Và cũng có phần là các bác đăng ký kênh bấm chuông ấy, thì em lên video các bác sẽ có thể nhận được thông báo và xem ngay được. Thì các bác có thể lựa chọn những bộ dàn những cái món mình thích. Còn các bác mà không đăng ký kênh thì có thể ngày mai, ngày mốt các bác mới thấy được thì em lại bán nó rồi nhé. Rồi cảm ơn các bác.